Chào mừng anh chị và các bạn đến với bản tin cập nhật thị trường dòng tiền của Top Group và mình là Nguyễn Thế Hưng sẽ tiếp tục đồng hành với anh chị cho chặng đường đầu tư chứng khoán. Hôm nay ngày 25 tháng 3 chúng ta lại gặp nhau trong một buổi thứ sáu của tuần anh chị ha và tuần này thì có vẻ mọi thứ đã tốt hơn nhiều so với những diễn biến của các tuần trước đó thì ừ. ở tuần rồi thì như Hưng đã nhận định khi mà chúng ta đã có đóng cửa với một cái cây nến với một cái gút chân dài, một cái cây nến búa ngay tại vùng hỗ trợ thì đã phần nào chúng ta đã đã an tâm hơn rất là nhiều về cái xu hướng của thị trường khi mà độ của chúng ta vẫn giữ được cái xu hướng tăng ngắn hạn anh chị ha Và ở cái tuần này thì với, với cái việc nhận định tiếp theo của tuần rồi đó, đó chính là bởi vì chúng ta Giữ được cái xuống tăng ngắn hạn nên khả năng cao thì trong tuần này à, cổ phiếu của à, chỉ số index nó sẽ tiếp tục tăng trưởng à, và quả thật này, sau, sau một tuần giao dịch thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta cũng có một tuần giao dịch có thể nói là đã thoải mái hơn khá là nhiều so với các tuần giao dịch trước đó anh chị ha. Thì ở tuần này thì dù ít dù nhiều mặc dù dòng tiền cũng có sự luân chuyển khá là nhiều ở tất cả các nhóm ngành. tuy nhiên chúng ta có thể thấy hầu hết được đó chính là các cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ đa số mọi người đều vui mừng khi mà chúng ta có lãi ở khá là nhiều nhóm ngành thì ở từng này thì Hương sẽ đi sâu hơn vào cái từng cái cổ phiếu của từng nhóm ngành bởi vì với góc nhìn hiện tại của mình thì hơn đã phần nào cho thấy được đó chính là cái xu hướng thị trường chúng ta đã 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 vững hơn khá là nhiều so với thời điểm mà đóng cửa từng rồi mặc dù ở thời điểm đóng cửa từng rồi chúng ta có được đó chính là Index vẫn giữ được cái xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, những cái thống kê về chỉ báo tâm lý vẫn ở cái vùng bi quan, hay là thống kê cái chỉ báo chỉ số các phần trăm cổ phiếu nằm trên đường ma 20 vẫn còn khá là thấp. À, chính vì vậy, nó vẫn mang cho chúng ta vẫn còn khá là nhiều những cái nỗi lo lắng hay là hay là chúng ta vẫn chưa thực sự an tâm về cái xu hướng của thị trường thì ở đường này mọi thứ của chúng ta nó đã trở nên tốt đẹp hơn hơn khá là nhiều à, bởi những cái thống kê anh chị ha thì đầu tiên như chúng ta thấy là về chỉ số vn chúng ta đã có một cái cây nến xanh và nó đã bật lên xa cách xa may 20 và nó đã chỉ cần nó cách xa mua hơn 1 mươi điểm là chúng ta đã thấy mọi thứ đã tốt đẹp hơn khá là nhiều rồi vì về chỉ báo tâm lý thì chỉ cần qua từng qua từ khi từ khi bắt đầu đầu tuần thì chỉ báo tâm lý vn của chúng ta đã bước vào vào cái vùng lạc quan anh chị ha và nó đã giữ ở cái vùng lạc quan trong suốt một tuần nay đó chính là một cái điều tích cực mà hơn rất là vui mừng đối với thị trường của chúng ta hiện tại thì cái chỉ báo tâm lý hiện tại đóng cửa ngày phiên hôm nay là ngày 25 tháng 3 là mức với mức 66 thì chúng ta cũng cảm thấy đó là một trạng thái là khá tích cực của thị trường à, chính vì vậy à, đây là thời điểm mà chúng ta có nhiều hơn những đưa ra những lựa chọn những cái cơ hội để mà chúng ta có thể tiếp tục đầu tư trong tuần mới anh chị ha À, tiếp theo à, tiếp theo chúng ta có một cái chỉ báo nữa đó chính là chỉ báo uh, chỉ báo thống kê tỷ lệ các cổ phiếu nằm trên đường trung bình thì chúng ta có thể thấy được đây là ở thống kê ngày hôm nay xin lỗi nó bị uh, nó bị lỗi à, thống kê ngày hôm nay chúng ta thấy được con số đó chính là 71% cổ phiếu nằm trên đường MA20 thì như vậy rõ ràng chúng ta sau một tuần rõ ràng cái con số này nó đã tốt hơn ra khá là nhiều từ con số uh, hơn nhớ từng rồi khoảng 50 mấy phần trăm đó thì con số hiện tại của chúng ta đã 70 mấy phần trăm và chúng ta nên nhìn chung tất cả các uh, đường MA từ đường MA trung bình uh, À, 50 đến 100, 200 thì con số hiện tại nó đều rồi ở trên mức 70 rồi cho thấy là chúng ta đã có sự đồng thuận hơn của tất cả các cổ phiếu trên thị trường với hơn, điều hơn 70% anh chị ha và đây chính là điều rất là tích cực của chúng ta. À, thì không dài dòng thì ngày hôm nay Thương sẽ tập trung chủ yếu phân tích các uh, sức mạnh của của từng nhóm ngành và hơn sẽ tìm những cái uh, nhiều hơn những cái cơ hội mà chúng ta có thể đầu tư trong cái tuần tiếp theo anh chị ha bởi vì từng rồi chúng ta à, ở, ở cái phiên nhận định từng rồi hưng vẫn đưa ra nhiều những cái nhận định thận trọng giữa cái việc mà à, mua mới đối với cổ phiếu thì tuần này chúng ta đã có khi mà thị trường chúng ta đã có xác nhận một xu hướng nó rõ ràng hơn nó minh bạch hơn thì chúng ta đã có thể nhiều hơn mạnh dạng hơn tìm những cái cơ hội để mà mua mới cho mình thì đầu tiên nói về những cái chúng ta lại xem xét một vài cái nhóm ngành hơn sẽ vừa nói về nhóm ngành sức mạnh xuống của nhóm ngành hiện tại và nhắc lại những cái nhận định của mình từng rồi luôn chị ha đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu phân tích đối với cái nhóm ngành là phân bón đây là một nhóm ngành mà đã tăng rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua sau khi mà có chiến tranh nga ukraine xảy ra và những cái cấm vận liên quan tới cái gia này và đã giúp cho cái nhóm phân bón đã hưởng lợi trực tiếp và nó đã khiến nó tăng rất là mạnh. Thì ở trong tuần rồi thì Hưng cũng có những cái khuyến nghị khi mà chúng ta có thể canh mua đối với các, các cổ phiếu các, đối với cổ phiếu của các, các cổ phiếu nhóm ngành phân bón. Là Hưng 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 cũng có khuyến nghị chúng ta có thể canh khi các cổ phiếu này giảm về cái vùng hỗ trợ bởi vùng đỉnh trước đó và vùng MA20 và vào ngày 18 tháng 3 là ngày uh, cũng là thứ sáu tuần rồi khi mà nó có một cái mô hình nến đảo chiều ở đây nè thì hưng đã khuyến nghị chúng ta có thể canh tham gia uh, đối với cổ phiếu này và nếu anh chị nhà đầu tư nào uh, có mua theo cái khuyến nghị của hưng tuần rồi thì cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã lãi được 11% anh chị ha và hưng cũng đã có mua đối với cổ phiếu uh, À, này à, không chỉ là mình à, hưng khuyến nghị cho anh chị đầu tư mà hưng cá nhân hưng cũng là nhà là người đầu tư và hưng cũng có có tham gia và cũng đã có một khoản lãi khá là tốt với cổ phiếu này anh chị ha TCM đó chúng ta thật khi mà chúng ta xác định được một cái nhóm ngành nó vào cái một cái nhóm dẫn dắt thì cái nhiệm vụ tiếp theo đơn giản chúng ta chỉ cần là tìm những cái vùng hỗ trợ hợp lý à, bởi những à, vùng hỗ trợ mạnh những mô hình nến đảo chiều xảy ra thì đúng đó chúng ta có thể canh mua và chúng ta có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận anh chị ha và rõ ràng chỉ cần chúng ta nắm giữ một tuần năm phiên nhau thôi thôi chúng ta đã có được cái mức lợi nhuận lên đến 11% rồi à, tương tự cổ phiếu DCM chúng ta có cổ phiếu DBM cũng là một cái cây nến anh đảo chiều ở tuần rồi một cái nến xanh đảo chiều vào ngày 18 tháng 3 thứ 6 tuần rồi và sau đó chúng ta có thể thấy được là chúng ta có thể thấy được lộn nguyên một tuần tăng trưởng của cổ phiếu DBM anh chị ha và nếu mà chúng ta mua ngay vào cái phiên ngày thứ hai thì hiện tại chúng ta đối với cổ viên cổ phiếu DBM DBM chúng ta đã có mức lãi lên đến là 10 hơn 16% anh chị ha. mức lãi cực kỳ tốt chỉ sau một tuần nắm giữ À, như vậy phần nào cho thấy được đó chính là cái hiệu quả của công cụ khi mà chúng ta áp dụng đúng được cái à, chúng ta hiểu được dòng tiền đang ở nhóm ngành nào nhóm ngành nào đang dẫn dắt thị trường và chỉ cần chúng ta tìm được những cái điểm mua hợp lý là chúng ta có thể được những cái mức lợi nhuận cực kỳ tốt chỉ trong sau một thời gian ngắn nắm giữ như vậy ha à, ok à, tiếp theo nhóm phân bón chúng đã chúng ta đã khá thành công trong tuần rồi thì ở à, tiếp theo đó chính là cái nhóm ngành nông thủy sản nhóm ngành nông thủy sản cho thì trong tuần rồi hưng cũng có những cái nhận định đó chính là đây một nhóm ngành khá là mạnh và tá tăng mạnh trong thời gian vừa qua tuy nhiên là việc tìm các điểm mua mới nó khá là khó khăn bởi vì bởi việc các cổ phiếu này đã tăng mạnh thành ra các các điểm mua những vị thế mua mới nó nó không có an toàn nó không có những cái điểm mua an toàn mà hưng đã đặt ra ví dụ như chúng ta có cổ phiếu anv Uh, nó có một cái vùng hỗ trợ khá là khá là uh, mỏng ở ở ở vị trí này. Thì nếu mà chúng ta có thể chấp nhận những cái rủi ro cao để mà tham gia được những cái vị trí như thế này thì chúng ta mới mới đạt được những lợi nhuận. Uh, còn uh, ví dụ như mà giao dịch theo cách kiểu an toàn như Hưng phải đợi một cái vùng hỗ trợ mạnh một tí hay là có vùng hỗ trợ theo EMA 20 thì hơn mới tham gia. Thì lúc đó thì nhiều khi chúng ta sẽ bỏ lỡ uh, khá là nhiều cơ hội anh chị ha. À, và thật ra thì hưng cũng đã bỏ lỡ uh, uh, cơ hội uh, của nhóm ngành uh, nông thủy sản này cũng uh, trong mấy tuần nay rồi uh, khi mà nó đã tăng quá mạnh và uh, rất là nhiều lần nó không thể uh, giảm về những cái vùng mà hưng cho là an toàn để mà hưng có thể tham gia mặc dù rất tiếc tại tuy nhiên thì nếu như những anh chị nào hưng vẫn chúc mừng những anh chị nào đầu tư nào mà chúng ta có nắm giữ hoặc là mua ra các cổ phiếu này anh chị ha chúng ta tiếp tục thấy được đó chính là một tuần tăng trưởng cực kỳ mạnh của nhóm ngành à, nông thủy sản này ví dụ như cổ phiếu anv hưng vừa phân tích chúng ta có cổ phiếu vhc cũng tăng cực kỳ mạnh và chúng ta có thể thấy được đó chính là nó không chạm về ma 20 luôn trong hai tuần qua là cổ phiếu vhc không chạm về ma 20 như hưng thường cách như cách giao dịch hưng thường giao dịch luôn à, chính vì vậy mà đó chính là lý do mà hưng đã không thể nào tham gia được đối với cổ phiếu này khi mà nó có một cái nền một đà tăng quá mạnh mà không thể tham gia với nền giá tốt của anh chị ha à, trong tuần này chúng ta có cổ phiếu FMC chúng ta có thể tham gia được nếu anh chị nhà đầu tư nào mà hay hay theo dõi các live các video clip của Hưng và hiểu hiểu cái cách giao dịch của Hưng là thường mua theo MA20 thì nếu anh chị nào mà chúng ta có quan sát và chúng ta áp dụng được thì có lẽ chúng ta đã có những cái khoản lợi nhuận nhỏ khi mà chúng ta tham gia mua được ngay những vùng giá theo hỗ trợ MA20 thế này Yeah. nếu mà chúng ta mua được chúng ta cũng đã có những cái khoản lợi nhuận nhỏ tương đối hợp lý thì um, ở tuần này khi mà rõ ràng khi mà các cổ phiếu hiện tại uh, theo hơn đánh giá của nhóm ngành uh, nông thủy sản đều tăng khá là mạnh thì chúng ta uh, đã khó có, có các, các cơ hội mua mới nhiều uh, ở trong tuần rồi hưng cũng có nhắc về chúng ta có thể canh xem xét tham gia đối với cổ phiếu uh, lộc trời tập đoàn lộc trời À, khi mà hưng đã có những khuyến nghị mà chúng ta có thể canh mua dần khi mà cổ phiếu lọc trời nó chạm về cái vùng may 20 ở tuần rồi và rõ ràng nếu mà chúng ta xác sức đầu tư chúng ta sẽ cao hơn khi mà có một cái cây nến xanh vào ngày tiếp theo thì rõ ràng mọi thứ nó diễn ra đúng mong đợi anh chị ha và nếu mà chúng ta có xem cái clip của Hưng mà chúng ta mua được những cái cổ phiếu này thì chúng ta cũng đã có những cái khoản lợi nhuận cũng được 4-5% sau một tuần nắm giữ anh chị ha thì thời điểm hiện tại nhưng nói là bởi vì đa số các cổ phiếu à, nông thủy sản đều đã tăng mạnh chính vì vậy các vị thế mua mới à, có thể còn nhiều cổ phiếu à, trong nhóm ngành này nữa à, anh chị có thể à, xem xét và nếu mà những cái cổ phiếu nào nó còn nằm ở à, trong vùng mua vùng mua như ví dụ như nó sẽ còn nằm gần cái à, những vùng hỗ trợ ma 20 à, với mức rủi ro à, ở mức à, khoảng dưới 7% thôi chúng ta kiểm soát ở mức rủi ro khoảng 7-8% thôi dưới 78% còn nếu mà nó đã vượt qua cái mức rủi ro đó thì chúng ta bỏ qua chị ha còn nếu mà nó còn ở mức rủi ro trong khoảng mà chúng ta chấp nhận được thì chúng ta mới có thể tham gia được à, ok tiếp theo chúng ta à, sẽ đến những cái nhóm ngành mà hưng sẽ đến tới ba nhóm ngành à, tiêu biểu trong tuần tiếp theo với góc nhìn của hưng mà nó sẽ có những cái chuyện đã có chuyện bởi vì nó đã có những chuyển biến tích cực khá là tích cực trong tuần này mà hơn có thể dự báo trong tuần tiếp theo nó sẽ có thể tiếp tục tăng mạnh à, đầu tiên chúng ta thấy ở đây đó chính là số 1 nhóm bất động sản dân sự thì nhóm bất động sản dân sự trong tuần này đã có một sự thay đổi khá là đột phá khi mà có là khá là nhiều cổ phiếu nó đã bật tăng anh chị ha à, ví dụ như Hưng sẽ xem xét một vài cái cổ phiếu của các của các các cổ phiếu trong cái nhóm ngành này để chúng ta có thể tìm kiếm thêm những cái cơ hội để chúng ta có thể đầu tư. Hưng thì Hưng khá thích các cổ phiếu của đất xanh, ví dụ như DXS và DXG. Thì khi DSG thì nó hiện tại nó đã tăng, tăng khá là mạnh thì chúng ta sẽ thấy được một cổ phiếu đó chính là DSG hiện tại nó đang ở một cái vùng giá theo cá nhân hưng đó chính là chúng ta khá là hợp lý để tham gia khi mà nó đang giá nó đang ở một cái vùng hỗ trợ bởi cái vùng đỉnh trước đó và chúng ta thấy được những cái những cái nến ở vùng hỗ trợ không ạ à? và nó đã ngay cái vùng MA20 nữa mà hơn phương pháp giao dịch thường thường sử dụng thì đây chính là một cái cơ hội theo hơn đây là một cái cơ hội khá là tốt để chúng ta tham gia à, bắt theo cái nhận định xu hướng là các cổ phiếu bất động sản nhân sự sẽ tăng trưởng trong cái tuần tiếp theo thì như vậy đây là một cái vùng giá rất là hợp lý để chúng ta tham gia anh chị ha chúng ta sẽ nếu mà chúng ta tham gia ở cái vùng giá hiện tại thì chúng ta sẽ đặt cái mức rủi ro chúng ta sẽ thấp một tí nếu mà an toàn thì chúng ta có thể đặt dưới cái vùng rủi ro này khoảng vài phần trăm như vậy chúng ta sẽ có mức rủi ro khoảng 5 phần trăm chúng ta sẽ mức rủi ro khoảng vùng 37.5 37.4 37.4 7.5 chị ha chúng ta có mức rủi ro khoảng 5 phần trăm và chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu ở tên đất, xanh ếch hay dịch vụ đồ bất động sản đất xanh nó sẽ bật tăng mạnh trong cái tuần tiếp theo anh chị ha Ok, chúng mà ta ta đến với các cổ phiếu tiếp theo. Một vài các cổ phiếu bất động sản nhân sự trong tuần này cũng đã tăng khá là mạnh. Ví dụ như chúng ta có Nam Long. Cổ phiếu Nam Long này thì Topformer uh, Group cũng có khuyến nghị và với việc hiện tại cổ phiếu Nam Long này đang tăng khá là mạnh, chúng ta có thể canh uh, khi nói giá nó điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ, ví dụ như hợp bởi vùng đỉnh và cái vùng MA20 này, chúng ta có thể canh để mà chúng ta tham gia anh chị ha. Hương sẽ cùng các anh chị xem qua một vài cái cổ phiếu tiêu biểu của nhóm bất động sản nhân sự trong đây chúng ta có cổ phiếu bất động sản thế kỷ CRE cũng đang có một cái cây nến theo Hưng đánh giá như Hưng đánh giá là cũng cây nến khá là đẹp khi mà nó có đã có một cái giai đoạn tích lũy và hiện tại nó các cái chỉ báo kỹ thuật cũng đang cho thấy nó chuẩn bị quay là quay lại một cái xu hướng tăng ngắn hạn thì đối với cổ phiếu CGE, chúng nếu anh chị đầu tư chúng ta có thể canh với mức rủi ro của cái cổ phiếu này là khoảng 7,5% 8% chúng ta có thể canh đặt mức rủi ro này và chúng ta kỳ vọng nó có thể tăng về đỉnh cũ ở mức khoảng 14% anh chị ha nếu mà chúng ta tham gia ở vùng giá hiện tại khoảng là 3,8.85 hơn sẽ cố gắng tìm mà thêm các cổ phiếu để mà chúng ta tìm thêm các cơ hội đầu tư các cổ phiếu để mà chúng ta có thể canh chúng ta có thể tham gia anh chị ha à, bởi vì nhóm bất động sản nhân sự thì cũng có khá là nhiều cổ phiếu à, không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng có, có thể tham gia được chúng ta phải nhận định đúng về cái xu hướng cổ phiếu à, và chúng ta sẽ ưu tiên chọn những cổ phiếu nào mà nó đang trong một cái xu hướng tăng trong chung dài hạn ngắn chung dài hạn khi mà xu hướng có cổ phiếu nó mạnh thì chúng ta sẽ dễ dàng uh, sẽ kiếm được lợi nhuận hơn bởi vì cái, lúc đó xác sức đầu tư chúng ta nó sẽ tăng lên khá là nhiều uh, trong trường hợp này chúng ta có cổ phiếu LDG thì cổ phiếu LDG cũng đang cho trong một cái xu hướng tăng đang khá là tốt đây uh, chúng ta có thể canh cổ phiếu LDG điều chỉnh về quanh khoảng cái vùng giá khoảng 21.25 uh, anh chị ha hợp với đường ngày MA20 khoảng vùng giá 21, 21.25 chúng ta có thể canh mua tại đây uh, để mà chúng ta đầu tư theo cái xu hướng tăng của cái cổ phiếu này. À, rồi, chúng ta còn khá là nhiều nhóm ngành. Hưng sẽ đến các nhóm ngành tiếp theo. À, anh chị có thể dựa vào cái cái công cụ biểu đồ sức mạnh nhóm ngành này mà chúng ta có thể tìm thêm những cái cổ phiếu khác trong cái nhóm ngành bất động sản nhân sự. Chúng ta cũng xem xét những cái kỹ thuật của nó. À, sử, sử dụng những cái uh, kiến thức mà hang hưng hay chia sẻ về những cái điểm mua như thế nào là hợp lý để mà chúng ta có thể canh xem xét tham gia anh chị há à, tiếp theo nhóm ngành hơn sẽ uh, dự báo trong tuần rồi tuần tiếp theo có thể sẽ tăng uh, tốt đó chính là nhóm ngành xây dựng thì nhóm nhóm ngành xây dựng trong tuần này cũng khá có khá là nhiều cổ phiếu đó, cũng uh, tăng uh, trưởng uh, khá là tốt ví dụ như chúng ta có cổ phiếu LCG đang tạo ra một cái con số một cái sóng tăng mới và chúng ta có một cái vùng hỗ trợ khoảng quanh vùng giá 20.2 anh chị ha. Như vậy chúng ta chúng ta nếu nếu tốt nhất thì chúng ta có thể canh mua khi giá cổ phiếu LCG nó giảm về cái vùng giá này thì lúc đó cái rủi ro chúng ta nó sẽ thấp thấp nhất anh chị ha lcg đang có một xu hướng tăng, chúng ta sẽ canh uh, mua ngay tại vùng giá này anh chị ha. Uh, OK, chúng ta uh, tiếp theo chúng ta có fcn fcn cũng đang quay lại một cái xu hướng tăng ngắn hạn cũng khá là tốt. Chúng ta có thể canh khi mà nó uh, hoặc là chúng ta sẽ canh mua khi ở cái giá thấp nhất của cái cây nến tăng trước của ngày hôm qua là khoảng vùng giá khoảng 26.7. Còn nếu mà chúng ta có được giá tốt hơn nữa chúng ta có thể canh khoảng từ vùng giá 26.2 anh chị ha. Từ 26.2, 26.7 là vùng giá mà chúng ta có thể tham gia đối với cổ, cổ phiếu FCN. À, Hòa Bình, Hòa Bình cũng đang cho thấy đang cho có dấu hiệu bước vào cái xu hướng tăng khi bắt đầu nó mở ra mở sóng tăng tại đây. Thì giá hiện tại thì nó hơi cao Chính vì vậy mà chúng ta có thể chờ nó giảm điều chỉnh về quanh của vùng M20 như thế này chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn chị ha đây rồi một vài cổ phiếu nữa ví dụ như chúng ta có cti cti cũng đang uh, đang trong một cái xu hướng tăng khá là mạnh và có một cái vùng hỗ trợ tại đây nếu mà đẹp hơn thì chúng ta mua vào cái ngày cây nến ngày hôm qua thì đó chính là một cây nến khá là đẹp một cái nến đảo chiều ngay cái vùng hỗ trợ anh chị ha còn hiện tại nó là đã tăng nhẹ được so với cây nến hôm qua là khoảng hai phần trăm thì uh, chúng ta có thể chờ uh, cái giá cổ phiếu này nó điều chỉnh về cái vùng uh, cái vùng màu hồng hương sẻ này hoặc là nó về gần ngày mai hai để mà chúng ta để canh tham gia còn nếu mà những anh chị nào có thể chấp nhận được cái mức rủi ro hiện tại á, chấp nhận được cái rủi ro thì chúng ta có thể uh, mua ở giá hiện tại với mức rủi ro là khoảng bảy uh, tám anh chị ha. tất nhiên là khi mà chúng ta mua uh, nhận những cổ phiếu có mức rủi ro cao thì đồng thời chúng ta phải làm sao để mà đưa cái tỷ trọng cái cổ phiếu đó ở một cái mức hợp lý nhất khi mà chúng ta chấp nhận rủi ro cao với với lợi nhuận cao thì số lượng chúng ta nên mua ở mức vừa phải thôi anh chị ha chứ không phải mà khi mà chúng ta đã chấp nhận cái rủi ro cao mà chúng ta còn mua tỷ mua cổ phiếu này với tỷ trọng cao nữa thì nó sẽ rất là rủi ro cho cái tài khoản của chúng ta chúng ta chỉ mua ở một mức hợp lý thôi anh chị ha còn nếu những anh chị nào mà chúng ta không biết nên phân bố tỷ trọng như thế nào thì chúng ta nên đăng ký cái công cụ giờ Ad của Top Farmer Group để áp Ad giờ của Top Group sẽ cung cấp cho anh chị cái công cụ để mà chúng ta có một cái cách phân bổ vốn hợp lý và duy trì với mức rủi ro chỉ là 2% trên tổng tài sản chúng ta nếu chúng ta sai anh chị ha. Đó là một cái công cụ khá là hay của SFG. Uh, có khá là nhiều cổ phiếu cho đối với các, các 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 cái nhóm ngành này thì những anh chị nhà tư nào mà nếu mà chúng ta có phát hiện những cái cổ phiếu nào đang ở cái vùng giá hấp dẫn thì anh chị có thể comment với cái uh, sau cái video clip này của Hưng thì Hưng sẽ cố gắng đưa ra những cái nhận định uh, của của Hưng sớm nhất trong uh, các ngày cuối tuần để mà khi mà anh chị tìm được các cổ phiếu tốt như thế á uh, thì anh chị cứ comment ở dưới video clip của Hưng nhé uh, thì Hưng sẽ đưa ra những góc nhìn để mà xem xét là nó nó có để Hưng sẽ tham vấn thêm cái góc nhìn của mình. Nếu anh chị để mà anh chị có có thể mà chúng ta có thể tham gia vào cái tuần tiếp theo anh chị ha. À, ok thì Hưng chỉ nêu tiêu biểu một vài cái cổ phiếu xây dựng thôi thì anh chị có thể tìm thêm các cổ phiếu xây dựng khác của nhóm ngành xây dựng. À, như hưng nói anh chị có thể comment với video clip các cổ phiếu mình tìm ra để mà hưng có thể hỗ trợ tham vấn cho mình để mà chúng ta có thể chuẩn bị kế hoạch cho từng giao dịch tiếp theo anh chị ha à, nhóm ngành ok nhóm ngành thứ ba mà hưng sẽ dự báo sẽ tăng trưởng trong từng tiếp theo đó chính là nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng đối với nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng thì thật ra thì nó đã có nhiều tầng liên tục có các các cổ phiếu tăng trưởng nhiều tuần liên tục. À, tuy nhiên thì do cái một phần là nó trong đây sẽ có khá là nhiều cổ phiếu nhỏ khác mà nó đã giảm, mà chỉ có một vài cổ phiếu tăng nhưng mà tỷ trọng nó không lớn. Thành ra chúng ta thấy được đó chính là cái biểu đồ sức mạnh của nhóm này nó vẫn còn chưa có mạnh. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta biết rõ một vài cổ phiếu tiêu biểu của nhóm ngành này thì chúng ta đều sẽ thấy được là nó đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua. đó Ví dụ như chúng ta có cổ phiếu bán lẻ kỹ thuật số F, FRT anh chị ha. Thì cổ phiếu này đã đang có một cái quá trình tăng rất là ngoạn mục và hiện tại cái giá cổ phiếu đã lên đến 155.500 đồng. Tại hơn đánh giá thì thật ra cá nhân Hưng cũng không ngờ là cổ phiếu này nó có một cái đà tăng mạnh như thế. Chúng ta đang thấy được cái sự kỳ vọng của nhà tư, nhà đầu tư đối với cổ phiếu này đang là rất là cao và rõ ràng khi mà mọi thứ đang trở nên rất là hưng phấn và nó đang cổ phiếu đang ở vùng giá quá mua như thế này thì đây không phải là cái thời điểm thích hợp để mà những anh chị nhà đầu tư mới mua mới chúng ta có thể tham gia được nữa anh chị ha à, đối với những anh chị nhà đầu tư nào mà chúng ta đã nắm giữ á, thì chúng ta cá nhân hơn có cũng có những khuyến nghị là chúng ta nên nên chốt một phần, à, chúng ta nên chốt một phần khi mà giá cổ phiếu đã tăng, đang tăng rất là mạnh như thế này và đã vùng vá mua thì khả năng cao sẽ có những cái nhịp điều chỉnh về để để nó về những cái vùng giá hợp lý hơn anh chị ha. À, chúng ta có cổ phiếu Disiver thì Disiver thì cổ phiếu này cho à, trong các ở cái à, tuần trước nữa thì hưng cũng có đã có những cái nhận định à, khi mà nó à, khi nhóm à, bán lẻ quay lại xu hướng tăng. À, thì đối với cổ phiếu Digiver thì hiện tại nó cũng đang tăng khá là mạnh. Chúng ta có trong 3 phiên gần đây thì nó đã có hai cây nến gần như tăng trần, hai cây nến tăng trần. Chính vì vậy mà chúng ta thấy được nếu mà cái rủi cái, cái cơ hội mua mới của chúng ta gần như đã nó không còn nữa anh chị ha. Chúng ta đang thấy được cái rủi ro mua so với nền giá của nó hiện tại đang khá là cao, lên đến 12 13 Chính vì vậy chúng ta sẽ không mua mới đối với cổ phiếu này. À, một cái à, lựa chọn an toàn đó chính là chúng ta có thể canh khi mà cổ phiếu à, à, World này nó điều chỉnh về một cái vùng giá hợp lý hơn anh chị ha, nó về vùng giá những cái vùng giá mà chúng ta xem xét có những cái vùng hỗ trợ à, thì chúng ta mới có thể tham gia và chúng ta sẽ mua theo cái đà tăng trưởng của đà tăng trưởng xu hướng của cổ phiếu này anh chị ha. À, tương tự một vài cổ phiếu khác của nhóm ngành này thì cũng đang tăng qua khá là mạnh ví dụ như bet à, đều là những cổ phiếu mà đã tăng đang tăng, tăng mạnh trong thời gian vừa qua và có rất hiếm à, rất hiếm những cơ hội mà để cho chúng ta có thể tham gia mà thậm chí khi những cơ hội đó xuất hiện thì chúng ta cũng rất là ngờ vực à, thì đây có phải là cái điểm hợp lý chúng ta để chúng ta có thể tham gia không khi mà chúng ta có thấy được đó chính là nó đã có một cái trend tăng cực kỳ mạnh à, một khoảng thời gian khá là dài à, từ khoảng hành đầu năm 2021 tới thời điểm hiện tại và nó tăng không ngừng nghỉ và rõ ràng khi mà nó đã tăng càng cao như thế này cái rủi ro mua mới của chúng ta sẽ chấp nhận nó sẽ càng ngày càng cao hơn khá là nhiều còn ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng đây không phải là một cơ hội mua mới nữa anh chị ha nếu mà anh chị anh chị nhờ tư là chúng ta có nắm giữ cái cổ phiếu này à, thì chúng ta có thể áp dụng chiến lược nắm giữ theo đà tăng của cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ thôi còn cái trường hợp mua mới thì chưa, cá nhân hơn khuyến nghị là hoàn toàn là chúng ta không nên tham gia nữa bởi vì nó đã có những cái rủi ro khá là cao rồi khi này thì rõ ràng khi mà rủi ra đã cao như thế này thì cái cái lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta nó sẽ thấp hơn nhiều so với cái rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta có thể phải gánh chịu khi mà cái thị trường nó không đúng anh chị hết thì cá nhân hơn trong từng đối với cái nhóm ngành làm bán lẻ tiêu dùng thì hơn à, đánh giá chúng ta chỉ còn duy nhất một cổ phiếu mà chúng ta có thể xem xét tham gia được đó chính là cổ phiếu thế giới di động cổ phiếu thế giới di động trong từng rồi cũng đã có một cái nhịp giảm khá là mạnh về đúng cái vùng hỗ trợ dưới của cái một cái nền giá của cổ phiếu này anh chị ha. và sau khi nó hồi phục lại thì nó đã tăng liên tục trong từng trong nguyên một tuần gần đây và phiên hôm nay thì cổ phiếu Thế Giới Động cũng đã tăng khá là mạnh với một cái cây, cây nến khối lượng đột biến như thế này thì à, chính vì vậy hơn đánh giá cổ phiếu Thế Giới Động đang có một cái tín hiệu đang khá là tốt thì như thông tin mới nhận được chúng ta cũng có thể biết được đó chính là khoảng tháng tư này thì cổ phiếu Thế Giới Động nó sẽ hợp đại hội cổ đông chính vì vậy chúng ta có thể kỳ vọng những thông tin tích cực trong vòng một tháng tới có thể dần dần xuất hiện những thông tin đồn có thể dần dần xuất hiện đối với cổ phiếu này à, bỏ qua bỏ qua việc giao dịch ngày thông tin thì về tình hình kỹ thuật của cổ phiếu thế giới động hiện tại cũng đang cho những cái tín hiệu khá là tốt khi mà chúng ta đang thấy là cổ phiếu đang quay lại với một cái xu hướng tăng ngắn hạn à, những anh chị nhà tư chúng ta nếu mà chúng ta không có ngại đối với những cái cổ phiếu mà có thị giá cao như thế này chúng ta có thể xem xét tham gia đối với cổ phiếu thế giới động thì riêng đối với cổ phiếu thế giới động thì hương sẽ cho hai cái nền hai chúng ta sẽ có hai cái nền giá hỗ trợ thì đầu tiên chúng ta sẽ có nền giá, hỗ trợ theo ma 100 và dưới cái đáy cây nến ngày uh, ngày hôm qua đó chính là khoảng vùng giá 100 32 anh chị ha và cái vùng hỗ trợ tiếp theo à, hay là cái vùng cắt lỗ là cái vùng khoảng vùng giá 126 127. Thì nếu mà à, chúng ta có thể chúng ta sẽ canh mua dần à, vào, vào tuần sau, à, chúng ta sẽ canh mua dần vào tuần sau và chúng ta sẽ có hai vùng cắt lỗ như thế này. Nếu mà giá cổ phiếu nó giảm dưới cái cái vùng cắt lỗ đầu tiên, những anh chị nào mà chúng ta ngại rủi ro, chúng ta có thể thoát khi mà giá giảm dưới cái vùng cắt lỗ đầu tiên này còn những anh chị nào uh, nắm với tỷ trọng vừa phải và chúng ta nhìn với mục tiêu dài hạn thì chúng ta sẽ có cái vùng cắt lỗ khoảng khoảng dưới vùng giá 126, 127 này và chúng ta chỉ cắt lỗ khi nào giá cổ phiếu nó gãy dưới vùng này anh chị ha thì đây chính là cái cái những cái cái, cái cái vùng giá rủi ro mà Hưng vẽ ra đối với cổ phiếu thế giới động mà chúng ta có thể canh xem xét tham gia thì đối với cổ phiếu thế giới động thì hưng cũng đã nhìn nó mấy tuần nay và nhìn về cái diễn biến của dòng tiền và cái những cái cơ hội đầu tư ví dụ như chúng ta có thông tin mới nhất là cổ phiếu thế giới động đã hoàn toàn nắm giữ 100% cái nhà thuốc An Khang thì đây cá nhân hưng thấy đây là những cái thông tin tích cực trong ngắn hạn đối với trong ngắn và dài hạn trung hạn đối với cổ phiếu thế giới động anh chị ha khi mà chúng ta gõ gàng thấy là hiện nay dịch bệnh vẫn đang vẫn có vẫn khá là nguy hiểm tình hình người dân mắc mắc Covid càng ngày càng cao khi mà chúng ta đang thấy rồi một chiến lược gần như là F0 ngoài cộng đồng đang khá là nhiều chính vì vậy thì những cái nhà thuốc an an khang như thế này sẽ là chính là những cái kỳ vọng mới tăng trưởng mới cho thế giới di động anh chị ha thì chúng ta À, chúng ta là nhà tư mua và kỳ vọng thì chúng ta có thể dựa vào những cái này để mà chúng ta có thể xem xét tham gia và chúng ta sẽ lưu ý à, những cái trường hợp mua ngắn hạn và trung hạn à, với những cái vùng giá cắt lỗ, lỗ mà hưng đã đưa ra anh chị ha à, ok à, tiếp theo thì hưng sẽ nhận xét sơ qua một vài cổ phiếu à, mà hưng cũng có nhóm ngành mà hưng cũng có nhận định trong trường rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến tiếp tục những cái nhóm ngành nên nó ở nhóm dẫn dắt trong tuần rồi và hiện tại vẫn đang còn dẫn dắt tuy nhiên mà chúng ta thấy được đó là một vài xu hướng nó yếu đi. Hưng sẽ chọn những cái nhóm ngành mạnh vẫn còn mạnh, đầu tiên đó chính là nhóm ngành dịch may chị ha. Thì nhóm ngành dịch may thì trong tuần rồi Hưng cũng đã đã có những cái khuyến nghị à, tham gia. Ví dụ như à, TNG, TCM thì rõ ràng sau một tuần thì nếu mà chúng ta mua theo những cái khuyến nghị của Hưng thì chúng ta cũng đã có lợi nhuận anh chị ha. Ví dụ như TCM mua quanh vùng giá khoảng 70 71 thì hiện tại chúng ta cũng đã có mức lợi nhuận cũng khoảng khoảng 5%. Và đối với cổ phiếu TCM thì chúng ta đang có thấy một cái dấu hiệu đây là nó đánh rết một cái kênh giảm, một cái kênh kháng cự trung hạn đang khá là mạnh như thế này và hơn đang thấy những cái tín hiệu nó đánh nó muốn phá vỡ cái kênh này tại uh, giai đoạn hiện tại khi mà chúng ta thấy thanh khoản gần đây tham gia đó cổ phiếu TCM đang khá là tốt và với việc mà nó đang um, cố gắng thoát khỏi xu hướng tăng thoát khỏi xu hướng giảm như thế này đây là một tín hiệu khá là tích cực anh chị ha à, chúng ta đối với những anh chị nhà đầu tư mà chúng ta uh, chưa tham gia luôn đối với cổ phiếu TCM thì chúng ta có thể xem xét cái mức độ rủi ro À, như hưng uh, vẽ tại đây anh chị ha. đối với quỹ uh, rò mua mới của cổ phiếu TCM hiện tại thì hơn đánh giá là khoảng uh, 6,5% đến 7%. Uh, khi mà chúng ta sẽ có cái mức giá cắt lỗ là khoảng vùng giá 60 68 68,9 anh chị ha là khoảng vùng giá khoảng 68,9 69 và chúng ta sẽ có mục tiêu lợi nhuận đầu tiên đó chính là cái vùng đỉnh trước đó của nó là khoảng vùng giá 82 với mục tiêu lợi nhuận là khoảng 11%. À, và tất nhiên với giả trường hợp mà cổ phiếu TCM nó có thể phá vỡ được cái kênh kháng cự trung hạn này thì cái lợi nhuận của cổ TCM hơn đánh giá không chỉ là ở mức 11% này mà hơn sẽ đánh giá nó sẽ còn một con con số khá là nhiều. Ví dụ như cái vùng đỉnh trước đó nó đã từng lập được là ở mức khoảng 102 thì chúng ta sẽ có mức lợi nhuận kỳ vọng cho nó lên đến khoảng 38% anh chị hết. Thì đây là những cái viễn cảnh mà những cái dự báo mà hơn vẽ ra sắp tới thì chúng ta sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều vào thị trường. Thì rất chúng ta hơn cũng hơn rất hy vọng thị trường sẽ cổ tích CCM sẽ phá vỡ được cái kênh kháng cự này và chúng ta sẽ là một cơ hội rất là tốt để mà chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận lớn đối với cổ phiếu này anh chị ha Ok tiếp theo thì chúng ta có cổ phiếu uh, TNG thì uh, cổ phiếu TNG cũng được uh, Hưng cũng có khuyến nghị tham gia trong uh, tuần rồi với clip tuần rồi anh chị ha khi mà Hưng khuyến nghị tham gia khi mà nó đang ở có một, một hỗ trợ khá là hấp dẫn quanh m 20 uh, một cái một cái nền giá mà được khá là nhiều nhà đầu tư tham gia chính vì vậy chúng ta có một nguồn gọi là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng thì nếu mà anh chị nhà đầu tư tham gia thì hiện tại chúng ta đã có một cái mức lợi nhuận ngắn hạn khá là tốt rồi cũng khoảng được khoảng 5% tương tự cổ phiếu TCM thì khi ở thời điểm hiện tại thì cổ phiếu TNG cũng đã bước tiếp tục bước vào một cái một cái con sóng tăng mới thì cá nhân hơn thì À, đối với các hoạt động uh, mua mới đó cổ, cổ phiếu TCM thì nó có một cái rủi ro cao hơn so với cổ phiếu uh, TCM khi mà ừ. nếu mà cái rủi ro so với nền giá của cổ phiếu TCM hiện tại theo hưng thấy là ở khoảng mức uh, uh, 10.6% gần 11% anh chị ha à, ngoài ra thì giá cổ phiếu hiện tại nó cũng đang ngay một cái vùng hỗ trợ ngay vùng đỉnh trước đó nữa à, chính vì vậy uh, thì nó cũng có những cái mức rủi ro mà chúng ta có thể tham gia mua mới thì nếu nếu là nhà, nhà đầu tư nhà đầu tư an toàn chúng ta sẽ có hai điểm mua đối với cổ phiếu TNG à, hoặc là chúng ta sẽ chờ cổ phiếu TNG khi mà nó gặp cái vùng đỉnh này à, một cái vùng kháng cự này nó giảm điều chỉnh về cái vùng thấp hơn khoảng vùng giá 34 hoặc vùng giá 3435 và nó sẽ tiếp tục bật tăng trở lại đây là cái trường hợp đầu tiên chị ha chúng ta sẽ canh mua ở cái thời điểm mà nó đảo chiều bật tăng trở lại ở khoảng vùng giá 3435 rồi cái trường hợp thứ hai là cổ phiếu TNG sẽ phá vỡ cái ngưỡng kháng cự này vào tuần sau như vậy chúng ta sẽ có hai điểm mua hai điểm mua đối với cổ phiếu TNG ở khi mà nó phá vỡ cái đỉnh vùng đỉnh đầu tiên đó chính là mua ngay khi nó phá vỡ vùng đỉnh thì cái việc mua ngay này chúng ta sẽ có cái ưu điểm đó chính là chúng ta sẽ có lợi thế về T cộng khi mà chúng ta mua liền ở khi mà ở cái mua liền ở cái phiên phá vỡ kèm một cái khối lượng đột biến chúng ta sẽ có lợi thế về t cộng tuy nhiên cái rủi ro đó chính là khi mà chúng ta mua vượt đỉnh đó, thì cái lúc đó cái rủi ro theo cái nền giá của chúng ta chúng ta chấp nhận nó sẽ khá là cao rồi đây là cách điểm mua đầu tiên cái điểm mua thứ hai đó chính là chúng ta chờ khi mà cổ phiếu TNG nó đã vượt đỉnh và nó retest lại cái vùng đỉnh trước đó của nó và chúng ta sẽ canh mua khi nó tạo khi nó đi test thành công nghe nó nó kiểm tra lại cái uh, hỗ trợ bởi vùng đỉnh trước đó thành công thì đây là cái điểm mua thứ hai thì cái điểm mua thứ hai này nó sẽ có lợi thế đó chính là chúng ta sẽ mua được cái vùng giá đa số sẽ thấp hơn so với cái điểm mua thứ nhất à, tuy nhiên cái khuyết điểm của nó chính là chúng ta có thể bỏ lỡ một cơ hội tăng giả sử như cổ phiếu TNG nó có thể nó tăng mạnh và nó không chỉ là nó nó không phải là nó giảm về cái uh, về vùng đỉnh mà nó sẽ tăng mạnh hơn và nó chỉ giảm về một tí về đây và sau đó là lại bật tăng tiếp như vậy là cái chúng ta có thể mất một cái lợi thế mà mua đúng cái nhịp tăng của cổ phiếu thì mỗi một cái điểm mua đều có có những cái ưu nhược điểm khác nhau thì tùy vào cái diễn biến thị trường và cái cách cách chấp nhận cái cái rủi ro cá nhân của từng anh chị nhà đầu tư mà chúng ta có thể chờ đợi và xem xét diễn biến thị trường mà chúng ta đưa ra quyết định anh chị ha hơn hơn chỉ đưa ra trước những kịch bản để mà chúng ta có thể nhìn đó nhìn vào đó mà chúng ta có thể lựa lựa chọn một cái cách nào có phù hợp nhất cho mình à, chúng ta có cổ phiếu VGT à, VGT cũng có một cái cây nến tăng ổn trong tuần này à, thì cá nhân đối với cổ phiếu DGT thì hiện tại hưng thấy nó đang ở một cái vùng giá chưa có tăng quá nhiều đây cái rủi ro của nó thì hiện tại khá là thấp À chính vậy đây cũng là một cái cơ hội à, một cái cơ hội để cho chúng ta có thể tham gia trong tuần sau anh chị ha. Cổ phiếu VGT anh chị có thể xem xét tham gia với cái mức rủi ro à, khoảng 5%, nếu mà chúng ta lướt sóng thì chúng ta sẽ có mức rủi ro khoảng 5% và cái mức lợi nhuận mục tiêu là khoảng 9,5 tới 10% chị ha. Ok, à, nhóm ngành cuối cùng mà Hưng sẽ nhận định trong cái video tuần này đó chính là nhóm ngành vật liệu xây dựng thì cùng với cái câu chuyện của dòng tiền vào nhóm ngành bất động sản nhân sự và và xây dựng thì đa số thì các cổ phiếu vật liệu xây dựng nó cũng được hưởng lợi bởi cái dòng tiền này bởi vì dây xây dựng và liệu vật liệu xây dựng thì nó thường đi chung anh chị ha thì một vài cổ phiếu mà hưng có cho những nhận định trong tuần rồi ví dụ như là cổ phiếu ht 1 chúng ta có thể canh mua khi giá nó điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ như thế này À, mặc dù giá cổ phiếu HT1 nó đã không có giảm về cái vùng giá như Hưng mong muốn tuy nhiên thì nhờ nhìn vào cái biểu đồ cái sức mạnh của cổ phiếu HT1 hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy được là nó đang tạo nên những cái nền giá mới khá là ổn định anh chị ha đây là một cái nền giá họp ở những vùng đỉnh trước đó chúng ta thể điểm là 1, 2, 3 và ở đây là một cái nền giá khá là đẹp nữa thì đây chính là một cái nền giá khá là tốt để mà chúng ta có thể tham gia À, đối với cổ phiếu này anh chị ha Thì nếu mà chúng ta tham gia vào à, tuần sau chúng ta sẽ có cái mức rủi ro Đặt dưới à, Ở dưới một tí khoảng 6% 5,7-6% anh chị ha Và chúng ta sẽ kỳ vọng Cổ phiếu à, à, HT1 à, sẽ tiếp tục tăng trưởng Tốt trong cái tuần tiếp theo Thì đây là cái phương pháp Đây là phương pháp giao dịch theo à, sức mạnh à, Theo xu hướng tăng chính vì vậy Đôi khi nó sẽ không có một cái à, mức lợi nhuận cụ thể mà chúng ta sẽ cố gắng nắm giữ để à, ăn hết à, ăn hết một cái con sóng tăng của cổ phiếu anh chị ha. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái công cụ à, một vài cái công cụ dự báo á thì chúng ta có thể sử dụng công công cụ Fibonacci mà hơn à, hay sử dụng thì cái lợi nhuận mục tiêu à, có thể đạt được tiếp theo đó chính là khoảng vùng 10 khoảng vùng giá 27.4 anh chị ha. Lợi nhuận tiếp theo khoảng vùng giá 27.4 À, tuy nhiên. tuy nhiên chúng ta cũng có một cái vùng kháng cự vùng đỉnh tại đây. Như vậy giờ cái mức lợi nhuận chúng ta có thể sẽ thấp hơn là khoảng khoảng 7% dành cho những trường hợp mà chúng ta lướt sóng ngắn hạn. Như vậy chúng ta sẽ có mức rủi ro nếu mà chúng ta mua ngay cái giá cao như thế này. Giá 24.8 là khoảng 6% và mức lợi nhuận là 7%. Thì cái con số này nó nó chưa được đẹp chính vì vậy à, anh chị nhà tư chúng ta và wow, tuần sau nếu mà chúng ta muốn tham gia đối với cổ phiếu HT1 chúng ta có thể canh khi mà giá giảm điều chỉnh gần với cái đường MA20 nhất nè hoặc là nó nằm ở cái vùng đáy của cái cái, cái phần mà cái hình chữ nhật của vùng hỗ trợ là hơn dễ nè là khoảng vùng giá 23.7 thì lúc đó thì cái rủi ro chúng ta nó sẽ thấp và cái mức lợi nhuận nó do ra thì nó sẽ hợp lý hơn nhiều anh chị ha đây giả sử chúng ta có thể tham gia được khoảng vùng giá 24 từ 24 trở lại thì chúng ta lúc đó cái rủi ro chúng ta chỉ sẽ chấp nhận khoảng khoảng 3 tới 4 phần trăm thôi mà cái lợi nhuận chúng ta thì có thể khoảng 10 phần trăm thì cho trong ngắn hạn thì cái việc lướt sống mà chúng ta có thể kiếm 10 phần trăm đó chính là cái con số mà chúng ta cũng gọi là khá là khá là tốt rồi anh chị ha Ok chúng ta tiếp theo đến với cổ phiếu KB thì cổ phiếu KB thì trong tuần rồi Hưng đã Hưng gấp nên hơn hưng, hưng chưa có nhà review về cổ phiếu này thì trong tuần này cổ phiếu cũng có một cái tuần giao dịch khá là tốt khi mà nó chậm về hai 20 và bật tăng trở lại. Thì như Hưng chia sẻ khi anh chị nào mà chúng ta xem nhiều cái clip của Hưng thì cũng biết được cái phương pháp giao dịch mà mua quanh hai 20 khi mà cổ phiếu nó đã vào xu hướng tăng. Thì đây một cái phương pháp rõ ràng nó rất là khi anh, anh chị xem nhiều có thể thấy được đó đây là một phương pháp cực kỳ dễ dàng mà lại đơn giản và hiệu quả. À, chúng ta chỉ chỉ cần chúng ta tìm một cổ phiếu nó đang vào một cái xu hướng tăng, khi mà chúng ta thấy được cái đường EMA nó tăng và nó xếp lớp như thế này. Và sau đó chúng ta chỉ cần nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là tìm những cái điểm mua hợp lý và điểm mua hợp lý thường thường chia sẻ đó chính là chúng ta mua quanh khi mà nó giảm về quanh EMA 20 chị ha. Thì những điểm mua như thế này nó đem lại cái rủi ro chúng ta khá ít mà mà cái xác suất thắng của chúng ta nó cũng tăng lên khá là nhiều ở thời điểm hiện tại thì cổ phiếu KSB nó cũng đã tăng rồi. Chúng ta cái rủi ro chúng ta tham gia mua mới thì nó sẽ hơi cao nên là à, nếu mà những anh chị đầu tư là chúng ta muốn tham gia thì tương tự à, chúng ta lại canh anh chị ha. Chúng ta canh những cái phiên mà nó điều chỉnh. Thì như hương nói cổ phiếu không không thể nào nó sẽ tăng liên tục được. Nó sẽ có những phiên tăng, sau đó nó điều chỉnh về à, những vùng giá hợp lý. Đa số là nó sẽ điều chỉnh về quanh vùng MA20. Thì chúng ta sẽ canh mua dần tại đó anh chị ha. Ok, chúng ta có một cổ phiếu tăng mạnh trong tuần này đó chính là cổ phiếu BLC. Thì cổ phiếu BLC thì cổ, cổ phiếu này Hưng có hơn nhớ hơn có review trong tuần rồi. À, và, và, đây đúng rồi Hưng có review tham gia trong tuần rồi anh chị ha và tuần này nó cũng đang tăng khá là tốt. Thì với việc thì tất nhiên là hơn đầu tiên hơn sẽ chúc mừng những anh chị đầu tư nào mà chúng ta có mua cổ phiếu này anh chị ha. Và tiếp theo thì đối với các hoạt động mà những anh chị đầu tư mà chúng ta chưa có cổ phiếu này á thì chúng ta à, tương tự đối với cổ phiếu cách anh chị ha. Nếu mà chúng ta muốn mua, chúng ta sẽ chờ cổ phiếu này điều chỉnh về những cái vùng giá hợp lý, những những cái à, à, nền giá hỗ trợ hoặc là về vùng quanh MA20. Và chúng ta sẽ canh những nến đỏ chiều để mà chúng ta mua và chúng ta sẽ ăn theo cái câu chuyện tăng trưởng của cổ phiếu anh chị ha. À, rồi. À, thì như vậy thì... À... Hôm nay Hưng cũng review được cũng được khá là nhiều nhóm các cổ phiếu của các nhóm ngành thì những cái nhóm ngành những cái cổ phiếu còn lại anh chị có thể xem xét vào cái biểu đồ sức mạnh này để mà chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư cho mình còn những anh chị nào mà chúng ta có phần mà chúng ta chưa tự tin về cái nhận định của mình thì anh chị đầu tư có thể comment dưới cái video clip này các cổ phiếu mà mình đang quan tâm À, mình muốn mua, bán hay là mình nắm giữ gì đó, anh chị comment để mà Hưng có thể đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ cho anh chị anh chị nhé à, rồi cuối cùng Hưng xin cảm ơn anh chị nhà tư đã theo dõi cái video clip của Hưng đến thời điểm hiện tại. À, Hưng rất mong thì những video clip này sẽ đem lại những cái giá trị thực tế nhất, đem lại những cái lợi nhuận tốt nhất cho các anh chị nhà tư. À, và Hưng luôn chúc anh chị nhà tư đạt được nhiều thành công trên chặng đường đầu tư chứng khoán. Hưng xin cảm ơn.